Xin chào các bé. Hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các bé một câu chuyện Trạng Nguyên nhỏ tuổi. Nguyễn Hiền quê ở xã Dương A, huyện Thượng Hiền, sau đổi thành Thượng Nguyên, phủ Thiên Trường nay thuộc tỉnh Nam Định. Nhỏ tuổi mà học rộng biết nhiều, nổi tiếng thần đồng khắp vùng. Hằng ngày Hiền dẫn ra đồng chơi với đám bạn chăn trâu cùng trang lứa. Thông minh, sáng dạ, cậu hay bày ra những trò chơi thú vị nên được bạn bè yêu mến. Năm Thiên Ứng Kính Bình thứ 16, năm 1247, vua Trần Thái Tông mở khoa thi. Nguyễn Hiền lúc này mới 13 tuổi, xin mẹ vào kinh ứng thí khoa trường. Đám trẻ trăn trâu rong diều, tiễn người bạn nhỏ đem bút mực lên Thăng Long đua tài. Học trò khắp nước về kinh dự thi, thấy Nguyễn Hiền nhỏ tuổi mà cũng liều chổng trên vai. Có người hỏi, chú bé này không ở nhà chăn trâu kiếm của giúp cha mẹ, lên đây làm gì? Nguyễn Hiền trả lời, tôi lên đây để đỗ Trạng Nguyên. Mọi người đều lấy làm lạ. Bài của Nguyễn Hiền văn chương mạch lạc, chữ viết như quận múa rồng bay. Các quan chấm thi ai cũng tấm tắc khen ngợi. Bài văn được trình lên vua. Vua và các quan giám khảo đều cho rằng bài văn ấy xứng đáng đổ đầu. Vua chấp bút phê vào bài hai chữ thưởng trí và quyết định lấy đỗ Trạng Nguyên. Vua truyền tân khoa Trạng Nguyên Nguyễn Hiền vào yết kiến. Thấy Trạng Nguyên chỉ là một chú bé, vua vô cùng kinh ngạc. Vua cho chú bé đứng dậy và hỏi, Trạng học chữ với ai? Tâu bệ hạ, tôi không học với ai cả, chỉ có gì không hiểu, tôi mới hỏi vị sư trụ trì ở chùa làng. Trạng Nguyên nhỏ tuổi đáp. Thấy Trạng Nguyên nói năng cọc lóc, vua có ý không vui. Ông thầm nghĩ, ai ngờ người đứng đầu sĩ tử trong cả nước lại là một đứa trẻ con, thế thì còn giúp vua trị gì đất nước làm sao được. Vua truyền ban thưởng cho Trạng và bảo, Trạng còn nhỏ, hiểu biết chưa nhiều, hãy về quê học thêm lễ nghĩa, vài năm sau lên kinh giúp trẫm cũng chưa muộn. Nguyễn Hiền về quê cùng lũ trẻ trong vùng chăn trâu, thả diều vui đùa như trước. Những lúc rảnh rỗi, cậu thường dạy lũ trẻ học chữ. Vài tháng sau, sứ nhà Tống sang nước ta, ông ta ở lì ngoài dịch quán không chịu vào thành, khiến triều đình phải cử người đi lại phục dịch hết sức vất vả. Sứ Tống gửi cho triều đình nhà Trần một vỏ ốc và một bài thơ đố. Ông ta nói, khi nào người nước Nam sâu được sở chỉ qua vỏ ốc và giải được bài thơ thì ta sẽ vào yết kiến vua Nam. Văn võ bá quan trong triều nhà Trần không thể sâu sở chỉ qua vỏ ốc, lại còn không hiểu được ý bài thơ đó. Đã một tuần trôi qua mà hai câu đố của sứ Tống vẫn chưa có ai giải được. Một đêm nọ, quan học sĩ xin được vào yết kiến. Vua mừng rỡ hỏi, ông đã giải được câu đố rồi sao? Vị học sĩ thưa, tâu bệ hạ, thần không giải được, nhưng thần xin tiến cử một người có thể giải được hai câu đố. Vua hỏi, ai vậy? Tâu, người đó là Trạng Nguyên Nguyễn Hiền. Quan học sĩ trả lời, vua ngẫm ra, có lẽ đứa bé ấy giải được cũng nên. Lập tức vua sai người đi đón Nguyễn Hiền. Viên quan lên ngựa phi nước đại tìm về làng Trạng. Đến đầu làng gặp một lũ trẻ đang nô đùa. Ông ta dừng ngựa hỏi chú bé chạy cuối cùng. Này bé con, nhà Trạng Nguyên Nguyễn Hiền ở đâu? Bất ngờ chú bé trả lời, ta là Trạng Nguyên đây. Thấy chú bé khôi ngô, lanh lợi, nói năng hoạt bát, viên quan ra một vế đối. Tụ là chữ, cất rằng đầu, chữ tử là con ai con nấy. Ý câu đối muốn hỏi chú bé là con nhà ai? Chú bé đối lại ngay, vu là chân, bỏ ngang lưng chữ đinh là đứa,
đứa nào đứa này. Chú bé trả lời rồi thong thả đi về nhà. Sứ giả dắt ngựa đi theo, thấy chú bé vào lúi húi trong bếp, ông ta liền ra vế đối đại ý. Tôi nghe quân tử ở xa chỗ bếp núc, sao lại phải nịnh vua bếp? Chú bé đáp ngay, ta vốn có tài làm tể tướng nhưng còn tạm nấu nồi canh. Biết chú bé chính là Trạng Nguyên, sứ giả vội mời Trạng về kinh. Nguyễn Hiền lắc đầu nói, trước đây vua bảo ta không biết lễ phép, nhưng mà nhà vua cũng không biết lễ phép. Ông về đi, ta ở lại quê nhà thôi. Viên quan này nỉ thế nào, Nguyễn Hiền cũng nhất định không chịu về kinh. Trạng Nguyên nhỏ tuổi đòi vua phải mang cờ quạt, võng lộng theo đúng nghi lễ đón Trạng. Viên quan đành phải quay về một mình. Vừa lên ngựa, ông ta bỗng nghe Trạng hát. Tích tịch tình tan, bắt con kiến càng, buộc chỉ ngang lưng. Một bên lấy giấy mà bưng, một bên bôi mật, kiến mừng, kiến sang. Viên quan biết Trạng ngầm chỉ bảo cho triều đình cách sâu sợi chỉ, trong lòng hết sức mừng rỡ. Trở về triều, viên quan tâu lại mọi chuyện. Vua sai các quan làm theo lời hát. Quả nhiên con kiến đã sâu được sợi chỉ qua vỏ ốc. Ngày hôm sau, một đám rước lớn đưa Nguyễn Hiền vào cung. Dân chúng khắp nơi đổ ra xem, ai cũng tấm tắc khen quan Trạng nhỏ tuổi, tài cao xưa nay ít có. Vua sai đem câu đố của sứ Tống cho Nguyễn Hiền. Đó là một bài thơ gồm 4 câu. Lưỡng Nhật bình đầu Nhật, tứ sơn điên đảo sơn, lưỡng vương tranh nhất quốc, tứ khẩu tung hành giang. Xem qua một lượt, Nguyễn Hiền tâu, xin bệ hạ cho triệu sứ Tống vào, thần sẽ giải nghĩa cho ông ta. Thấy sợi chỉ đã được sâu qua vỏ ốc, sứ Tống vô cùng ngạc nhiên. Đâu có thế mà làm được, thì nước Nam quả có người tài. Nói xong, ông ta mặc lễ phục vào thành ý kiến vua Trần. Gặp Nguyễn Hiền tại triều, sứ Tống nói, ôi nước Nam hết người hay sao, mà lại để một chú bé làm quan. Hiền cười, nước tôi có lệ, người lớn làm việc lớn, kẻ nhỏ làm việc nhỏ, tôi nhỏ tuổi nên đảm nhiệm việc giải các câu đố. Hiền nói tiếp, bài thơ của ngài gửi tôi đã xem qua, thấy chẳng khó khăn gì nên chưa viết lời giải ra giấy. Giờ có ngài ở đây, tôi xin trả lời luôn. Nghe Hiền nói, sứ Tống tỏ ra ngạo nghễ. Ê, chứ có nói trước, câu đố ấy không đơn giản đâu. Nguyễn Hiền mở bài thơ đọc to, lưỡng Nhật bình đầu Nhật, tứ sơn điên đảo sơn, lưỡng dương tranh nhất quốc, tứ khẩu tung hoành giang. 4 câu thơ trong bài này cùng để chỉ một chữ thôi, đó là chữ điền. Sứ nhà Tống vô cùng kinh ngạc thốt lên, thật là kỳ tài, bái phục, bái phục. Vua Trần cười lớn hỏi, thế nào, viên quan nhỏ tuổi của ta nói có đúng không? Thưa đúng ạ. Sứ nhà Tống ngượng ngùng trả lời. Sứ nhà Tống chắp tay cung kính, không ngờ nước Nam lại có lắm người tài như thế. Tôi rất lấy làm hổ thẹn, từ nay quyết không dám so chữ với người nước Nam nữa. Sứ Tống cáo từ ra về, vua Trần và các quan hết sức mừng rỡ, ban thưởng cho Trạng Nguyên nhỏ tuổi rất hậu. Sau đó, vua phong cho Trạng chức thượng thư bổ công, trong ngâm việc xây dựng trong thành, và cho Trạng giữ việc bàn việc nước. Câu chuyện cô kể đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các cháu ở những câu chuyện lần sau. Chúc các cháu chăm ngoan học giỏi, biết xưng lời cha mẹ và thầy cô giáo.